Xin chào bạn, mình là Dương Dê. Ngồi cạnh mình hôm nay là Admin Kha đến từ channel Kênh Công Nghệ. Xin chào tất cả các bạn ạ. Hôm nay thì bọn mình sẽ có một cái video không phải là đánh giá chi tiết đâu, mà đây gọi là video bàn luận công nghệ. Bọn mình sẽ đưa ra những cái quan điểm của cả hai anh em về chiếc điện thoại mới ra mắt của Nokia, đó là Nokia 8.3, để xem là cái mức giá sau khi đã trừ đi hết quà loanh quanh tầm khoảng trên dưới 11 triệu đồng tại Cellnet thì cái sổ này có đáng mua hay không nhé. Thực ra là giá niêm yết là bao nhiêu nhỉ? 11.990. Đấy, nhưng mà sau khi đã trừ đi hết quà tại Cellnet thì cũng chỉ còn trên dưới 11 triệu thôi nhé các bạn nhé. Rồi, thế thì anh đang cầm cái hộp này thì tiện thể anh sẽ nói luôn về cái hộp đã. Cái hộp thì trước khi mở hộp anh bao giờ cũng nhìn vào những thông tin ghi ở trên cái hộp này. Đấy, thế thì em thấy sao về việc là được cập nhật phần mềm Android ít nhất là 2 năm? Đây là Android chứ không phải là phần mềm tùy biến của hãng đâu nhé. Thì đối với cá nhân bản thân em ở thời điểm hiện tại thì em thật sự là cái này nó cũng không có gì để cạnh tranh ấy ạ. Em cũng thấy đây là được xem như là một điểm nổi bật của cái chiếc máy này. Cũng có thể là em là một người sử dụng điện thoại 6 tháng đến 1 năm em thay một chiếc thì em không quá quan tâm đến điều đó. Nhưng có thể là người khác người ta sử dụng khoảng vài 3 năm chẳng hạn thì người ta sẽ quan tâm đến vấn đề đấy. Vì anh thì anh nghĩ là cái vấn đề cập nhật phần mềm Android nó sẽ liên quan đến sau này em cái ứng dụng của em nó có được hỗ trợ với cả phiên bản Android đó hay không. Cái đó cũng rất là quan trọng. Thế đối với em thì em có thích Android One không? Bởi vì ở trên cái hộp này có thêm một dòng chữ nữa là Android One. Không, em không thích Google thuần. Không thích Google thuần lắm, đúng không? Thế thì cái này thì cũng tương đối giống anh rồi, vì bản thân anh là anh thích những cái gì đó nó tùy biến. Đấy, ví dụ như cái con Oppo Reno mới dùng của anh chẳng hạn. Anh thích nhất cái Oppo tùy biến là cái vẽ ở trên màn hình khóa. Cái rất là hay. Đấy, hay là cái tùy biến One UI của Samsung nhìn nó tương đối sang. Hydrogen OS thì tùy biến nhìn nó rất là hiện đại và nó nhẹ nhàng. Dạ vâng. Đấy, MIUI thì khá là sát với cả iOS, đúng không? Kiểu như vậy. Đấy thì anh thích cái sự tùy biến hơn. À đây, tiếp theo nữa là cái bé này là có Ozo Audio, nghĩa là sẽ giúp cho cái việc thu âm, nó là thu âm âm thanh vòm, thu âm 3D. Đấy, ví dụ như anh em mình từ đây như mình thu âm này thì ví dụ như bạn dựng video ở chỗ kia gõ bàn phím vẫn có thể nghe được này. Đấy, các em mình dùng được không, nghĩa là nó có thể thu âm tất cả môi sừng xung quanh. Nhưng mà anh ấy thì anh thấy là cái thu âm của con này là nó cảm thấy là hơi vang. Em cảm thấy như nào? Em thì em thấy nhìn chung là con này thu âm thì cũng ổn thôi chứ cũng không có gì gọi là quá đặc biệt lắm. Anh ấy thấy là nó ở mức độ bình thường bởi vì nó thu âm hơi vang. Các bạn có thể xem ngay cái đoạn video sau đây, bọn mình cũng quay luôn và thu âm luôn bằng cái chiếc điện thoại này. Sau đó chúng ta sẽ cùng nói tiếp về nó nhé. Ok, bây giờ bọn mình đang test cái tính năng quay hai camera đây. Đấy, nghĩa là một cái là quay bằng camera trước, một cái là quay bằng camera sau. Đấy, camera trước các bạn có thể nhìn thấy là mình với cả Admin Kha đang ngồi với cả Phong Xanh đây. Đấy, còn phía kia là bạn Hùng. Hùng chào các bạn đi. Xin chào mọi người. Đấy, các bạn thấy chưa? Đối với việc bọn mình quay bằng camera sau ấy, thì cái khung cảnh phía sau của mình là một cái khung cảnh rất ngược sáng. Tại sao lại như thế? Thứ nhất là bóng đèn ở phía trên này, các bạn thấy không? Bóng đèn ở phía trên. Thứ hai nữa là ở phía xa kia cái phần cửa kính của bọn mình ở phía xa kia thì là nó cực kỳ ngược sáng, nên bạn cũng sẽ xem luôn là cái camera sau của nó quay như nào nhé. Còn đối với cả camera trước thì bọn mình đang quay ở chế độ gọi là xuôi sáng đấy. Đó. Kha, không chào anh em à. Chào mọi người nha. Đấy, đây là một cái tính năng mà mình nghĩ là chắc cũng gọi là nghịch, mang tính chất hay ho là chính thôi, để cho anh em xem như nào. Rồi, và các bạn đã thấy rồi đấy, thu âm của nó như nào rồi nhé. Thế còn ở bên trong hộp thì sao? Đây, trong hộp thì nói chung là về cơ bản là cũng ok. Chúng ta sẽ có ốp lưng. Chúng ta sẽ có sạc nhanh, chúng ta sẽ có cáp và có cả tai nghe, cáp tai Siri hiển nhiên rồi. Đấy, nhưng cái vấn đề ở đây là thôi, cái tai nghe thì bỏ qua, cái tai nghe này là dạng tai nghe bình thường thôi nhá. Nhưng mà cái vấn đề ở đây đấy là cái sạc này thì thì mặc dù cũng gọi là sạc nhanh đấy, nhưng mà sạc của nó lại chỉ là sạc 18W. Nó hơi dở cái điểm đấy. Vì ở trong cái tầm giá này chúng ta có thể lựa chọn được sạc 30 ba mấy watt của con Mi 10T Pro rồi. Hay là ví dụ như là đối với cả tầm giá rẻ hơn đi, chúng ta đã có một cái sạc cực kỳ nhanh của con Realme 7 Pro như 65W rồi cả, đúng không? Vâng. Realme 7 Pro chính hãng ấy. Đấy. Thì mặc dù là cũng cùng gọi là cái sạc nhanh đấy, nhưng mà cái sạc này thì nó lại không nhanh bằng so với những cái hãng khác. Nhưng mà được cái là có thêm tai nghe. Đấy là về cái phần phụ kiện, còn hộp biết thứ thì cũng khá là đơn giản thôi. Bây giờ về thiết kế, cảm giác đầu tiên khi em cầm con này em thấy như nào? Em khá là ấn tượng về cái phần mặt lưng. Anh lại thấy là cái cảm giác đầu tiên khi anh cầm con này là nó nặng. Nó nặng, đúng rồi, nó to nữa, tại vì kích thước của nó cũng lên tới là 6.81. Dạ vâng. Thậm chí là khi anh thấy là cầm nó phải ngang ngửa với cả một con S20 Ultra, phải nốt 20 Ultra, bởi vì là cái phần viền dưới này của nó này nó khá dày và nó chứa được cả cái chữ Nokia. Vâng. Đấy là cảm giác đầu tiên khi anh cầm nắm, nhưng mà em thì em thấy đẹp đúng không? Em thì mặt lưng thì em thấy có ấn tượng, chứ còn phần mặt trước thì viền nó vẫn hơi dày đó anh ạ. Mặt trước thì anh cũng không có ấn tượng lắm. Cái khung viền này thì
nếu mà là khung viền kim loại thì lại không thấy những cái đường cắt bằng nhựa ở đâu để giúp máy có thể thu phát sóng tốt hơn. Đấy, còn nếu mà đây mà là khung viền nhựa thì thực sự là lúc mà chạm vào răng như này này nó rất là cứng. Để vang nó cứng mà kiểu nó vang vang nó rung rung ấy. Cả cảm giác với nhiều kim loại như thôi. Nhựa hay kính như kim loại thì nó cũng sẽ không quan trọng, bởi vì là chúng ta đeo ốp lưng vào thì đều là cầm qua nhựa hết mà. Dạ vâng. Màn hình của con này thì anh thấy là được cái là màn hình ở mức độ ổn. Nhưng mà một vấn đề đấy là thứ nhất là màn hình IPS thì em biết rồi đấy. Nó sẽ không thể có cái độ tương phản, không có độ chiều, không có chiều sâu như màn hình AMOLED vâng, được. Đồ nối thì đấy. Giải màu con này thì rất ok, giải màu rộng. Đấy, nhưng mà vấn đề của nó là tần số quét màn hình chỉ là 60Hz. Đấy, nếu mà với những cái điện thoại thông thường đi thì chúng ta cũng không quá đòi hỏi cái điều này. Trừ thằng iPhone nhá, iPhone là nó một mình một ngựa thì không nhắc tới nhá, không phải là iPhone con này còn tầm giá này chỉ HD cộng đúng không? Đấy. Thì bỏ qua cái đó nhá. Thì nhưng mà rõ ràng là trong tầm giá này chúng ta có quyền đòi hỏi được là một cái màn hình tần số quét cao hơn. Cao hơn. Nhưng em thấy sao về màn hình này? Em thì đối với em thì em cũng rất ưng về cái phần màu sắc. Tuy nhiên thì cái chất lượng chi tiết ở đây xét trên mặt bằng chung thì độ phân giải Full HD nó vẫn cho em một cảm giác là không thực sự sắc nét lắm với một cái thứ màn hình. Đúng rồi, màn hình nó lớn mà, 68.1 inch mà, dạ vâng. Đúng không? Đó. Đấy, thì đấy là cũng là cái mà bọn mình muốn nói tới. Về phần hiệu năng thì qua những cái gì mà em trải nghiệm test game em cảm thấy như nào? Nó là một con chip Snapdragon 765 bình thường, không có gì gọi là. Nhưng mà ý là chơi game nó có bị lag và giật hay không, hay là có một... À đúng rồi, nó không có bị lag và giật. Tuy nhiên ở đây em quan sát thấy được đó chính là đối với lại một cái giao diện Android thuần như thế này thì thường nó sẽ khá là nóng. Nó nóng hơn so với là những cái giao diện được tìm biến đây ạ. Tại sao lại như thế? Bởi vì nhiều bạn bây giờ vẫn đang lầm tưởng cái việc là Android thuần là sẽ là mượt mà hơn, sẽ là mát mẻ hơn cái thứ chứ. Nhưng mà em thì em cũng không rõ nữa, tại vì lúc trước em cũng đã test trên những thiết bị mà đến từ Google nữa. Đó thì nó cũng đều gặp một cái điểm chung đó chính là cảm giác nó nóng hơn so với là những chiếc điện thoại có cùng cấu hình. Thế còn vấn đề là bé này là chỉ có một loa ngoài thì đúng em rồi. Thấy là một cái, điểm trừ. Là một điểm trừ khi em chơi PUBG. Thế về camera thì mình cũng nói luôn là camera của chiếc điện thoại là một camera ổn, ống kính dây các thứ là ổn. Nó chụp ảnh ngược sáng ở mức độ tốt. Nói chung là về camera thì cũng không có gì quá phàn nàn cả. Pin thì ở mức độ đủ dùng, 4.500. Vấn đề của cái chiếc điện thoại này gặp phải cái vấn đề về đối thủ. Đối thủ ở trong tầm giá của nó là Mi 10T Pro nó quá mạnh. Quá. Nếu mà bây giờ chúng ta so sánh từng phần một giữa hai con thì em sẽ thấy như nào? Đầu tiên là về mặt thiết kế đi. Thiết kế thì em cũng sẽ lựa chọn cái chiếc Mi 10. À thiết kế thì em sẽ lựa chọn cái con này. Hơi thiên hướng là lựa chọn cái con này, tại vì nó có một cái phần mặt sau đẹp. Hộp phụ kiện thì hiển nhiên là Mi 10T được nó sẽ có sạc nhanh hơn rồi. Vâng. Còn tai nghe thôi bỏ qua, nhưng tai nghe này thì trong nếu mua ở ngoài thì cũng nó cũng rẻ thôi. Đấy. Màn hình thì con này anh thấy giải màu rộng hơn là Mi 10T Pro. Nhưng mà có một vấn đề đấy là Mi 10T Pro có tần số quét màn hình nó cao quá. 144Hz cơ mà. Về mặt hiệu năng thì thôi, Mi 10T Pro là hơn hẳn rồi. Gấp đôi đó các bạn. Về camera thì về cơ bản là Mi 10T Pro vẫn có những điểm nhỉnh hơn camera con này một chút đấy. Và về pin nó cũng trâu hơn, 5000mAh cơ mà. Cái vấn đề của Nokia 8.3 đấy là vấn đề về đối thủ của nó quá lớn. Đôi khi nhiều bạn nói rằng là chip 765G là con chip thế này thế nọ ở trong tầm giá này. Nhưng mà đây là chúng ta phải xét trên 5 chiếc hàng chính hãng. Ngày xưa đã từng có một chiếc điện thoại của Xiaomi chụp ảnh rất đẹp. Đấy là con Mi Note 10 Pro. Vâng. Nhưng con này chỉ chạy chip 730G gì đó đúng không? Vâng. Đấy. Và tầm giá của nó cũng là mười mấy triệu chứ. Vâng, 11, 12 triệu. Ừ. Hay là trong cái tầm giá này, ví dụ như cái con Oppo Reno 4 Pro. Đúng không? Có 720G thì phải. Vâng. Hay là Oppo Reno 3 Pro ngày xưa là Hello P95. P95 chính xác. Đúng không? Thì rõ ràng là với con chip 765 của con này là không phải là cái gì đó gọi là rất là tệ ở trong tầm giá không, không hẳn chỉ là con chip. Đấy, nhưng mà với cái tầm giá này và ở cái thời điểm hiện tại là khách hàng người ta có thể có những cái sự lựa chọn, nghĩa là người ta có quyền được đòi hỏi một cái điện thoại mà có thể là nó cái sạc nó phải nhanh hơn, cái màn hình tần số quét nó phải cao hơn. Cái hiệu năng này thôi bỏ qua, nhưng bởi vì mình đã nói rồi, bởi vì hiệu năng nó không phải là cái điểm quá trừ. Dạ vâng. Đấy. Thì người ta có quyền đòi hỏi những cái đó. Nhưng mà cơ bản là anh chỉ thấy là nếu con Mi 10T Pro không ra thì chắc là đúng rồi. Chắc là Nokia 8.3 nó không đến nỗi như thế này. Chốt lại một câu, đấy là đây là một sản phẩm ổn. Mình không nói là đây là một sản phẩm tệ, bởi vì là tệ phải là thể hiện, nó phải khiến cho mình khó chịu, thì sản phẩm này không có bất kỳ một cái gì khiến cho mình đến mức độ gọi là khó chịu. Em có đồng ý với anh không? Vâng. Đấy. Nhưng mà đấy, vẫn lại là quay trở lại vấn đề, đấy đối thủ nó quá mạnh. Nghĩa là
đúng sản phẩm rồi nhưng mà không đúng thời điểm ra mắt. Vâng. Con này mà chỉ cần ra mắt trước đây khoảng 2 tháng thôi nhỉ. Thì là cái OE là cũng ổn đấy. Ổn. Là các anh em reviewer là cũng phải tâng bốc lên mây xanh luôn đấy nhỉ. Đấy. Hơi đáng tiếc. Đấy. Thì lúc mà em mở hộp con này thì em cũng chỉ lấy con Mi 10T ra làm tham chiếu thôi, Mi 10T Pro ra làm tham chiếu thôi cho nên em chê con này nhiều. Ờ đấy. Nhưng mà nếu mà bạn là một người mà thích thương hiệu Nokia, là một fan của Nokia, bạn là một người mà không quá quan tâm đến cấu hình và đặc biệt nữa, bạn là một người kỳ thị điện thoại tàu, thì rõ ràng Nokia 8.3 sẽ là sự lựa chọn dành cho bạn, và các bạn có thể tham khảo qua ở cái đường link mà mình đã để phía dưới phần mô tả này, hoặc là kích trực tiếp vào website của Cellnet. À còn về sóng sánh nghe gọi con này ổn. Bình thường, đấy, à, bình thường. Đấy, loa thì chỉ có mỗi tội là không có loa kép thôi, chứ còn loa nghe không phải ở mức độ tệ. Và các bạn cũng có thể xem qua cái đoạn video mà mình đánh giá cũng rất là chi tiết về Nokia 8.3 ở trên kênh công nghệ rồi. Đó, các bạn xem qua ngay cái đoạn video sau đây. Vâng.